Trên 1 hectare đất trồng điều kém hiệu quả, ông Hùng chuyển sang trồng sầu riêng. Không chạy theo phong trào, ông Hùng liên kết với hợp tác xã trồng trên diện tích phù hợp. Cây giống và quy trình chăm sóc sầu riêng thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp bao tiêu để được cấp mã số. Vì thế, ông rất yên tâm đầu tư. Cái vườn này là trồng 3 cái điều, nhưng mà thấy điều không đạt tiêu chuẩn thì bắt đầu tôi mới chuyển qua trồng sầu riêng. Cũng nhờ bên hợp tác xã chỉ đạo về kỹ thuật trồng với cả phương hướng mình làm ăn tới tương lai là như vậy. Nên tôi quyết định là phải làm theo đúng kỹ thuật của bên hợp tác xã. Hiện nay tại các xã miền núi, tỉnh Bình Thuận tập trung nhân rộng diện tích trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu như bưởi da xanh, sầu riêng. Giai đoạn 2019-2022, tỉnh Bình Thuận thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích gần 19.000 ha. Việc chuyển đổi cây trồng giúp tăng thu nhập từ 23 triệu đồng đến 25 triệu đồng một hecta. Cái hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư rất lớn. Cái đây là cái nổi bật nhất của tỉnh Bình Thuận. Từ có đường giao thông thì giao thương được các cái hàng nông nghiệp được tiêu thụ dễ dàng, góp phần là nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm gần 21%, thì hiện nay thì khoảng còn 3,64%. Thì như vậy tỉnh sẽ có một cái tiền đề để cái góp phần là phát triển vùng đồng bào dân tộc. Để từng bước khép kín chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ, từ nay đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp theo mô hình khép kín, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nhất là với những sản phẩm nông sản lợi thế.